Chúng tôi cũng vừa mới nhận được thông tin phản ánh từ người dân ở Hải Phòng cho biết, con đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, con đường đẹp nhất thành phố Hải Phòng đã được chi hàng chục tỷ đồng để trang trí nhân dịp 60 năm giải phóng thành phố. Tuy nhiên hệ thống đèn chỉ sáng trong mấy ngày Tết Nguyên đán năm 2015, sau đó thì tắt ngấm. Nửa năm trở lại đây, hệ thống đèn này còn hư hỏng nặng, dây đèn bị đứt nát làm nhiều đoạn, thòng cả xuống đầu người đi đường. Những khung đèn hình nón bằng sắt được chằng buộc sơ sài trên trụ sắt giờ long ra, đung đưa như những cái bẫy tử thần cho người đi đường phía dưới. Biểu tượng cánh chim Hải Âu được trang trí cuối đường Lê Hồng Phong hướng đi cảng Đình Vũ bị đánh giá là có hình ảnh dễ gây phản cảm, thiếu tính nghệ thuật.